Sáng ngày 25 tháng 7, chiếc xe container kéo theo rơ móc biển kiểm soát 51R09511 đã lao vào khu dân cư tại chợ 312, xã Đắc Rờ La, huyện Đắc Min, tỉnh Đắk Nông, tông 3 người tử vong, làm 5 căn nhà hư hỏng. Các nạn nhân tử vong gồm Hoàng Minh Quang, 18 tuổi, Hoàng Minh Dũng, 15 tuổi, cùng ngụ xã Đắc Rờ La, và ông Nguyễn Bá Chiến, 57 tuổi, cùng ngụ xã Đắc Rờ La. Được biết, Quang và Dũng là hai anh em ruột. Theo người dân, khu vực chợ 312 xã Đắc Rờ La là điểm đen về giao thông. Trước vụ tai nạn này, tại chợ 312 đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng khác. Theo camera an ninh của người dân, trước khi lao vào nhà dân, xe container kéo theo rơ móc đã tông vào đuôi một container khác. Trong quá trình đó, chiếc xe này đã bốc khói trắng mù mịt. Có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, ông Lê Văn Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắc Min cho biết, lực lượng chức năng địa phương tích cực khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông và hỗ trợ gia đình các nạn nhân lo hậu sự. Tại hiện trường, lực lượng dân quân tự vệ, bộ đội đã tích cực giúp người dân thu dọn vật dụng, sửa sang nhà cửa. Chiếc container gây tai nạn đang kẹt trong nhà dân vì xuyên qua tường. Sau tai nạn, công an đã tiến hành kiểm tra chất ma túy và nồng độ cồn của ông Hoàng Văn Nghĩa, 37 tuổi, quê Nghệ An, người điều khiển xe container gây tai nạn, nhưng người này không vi phạm. Cùng ngày, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, tỉnh sẽ có buổi họp rút kinh nghiệm, tìm giải pháp hạn chế tai nạn giao thông đoạn qua chợ 312 xã Đắc Rờ La, huyện Đắk Min.